Ở thế Thiên Sơn đọc cho cô ý A nhá. Bước đầu tiên là mình sẽ đi rút gọn cái biểu thức m này trước này, rồi sau đó mới thay x bằng 20. Con đọc cho cô xem m bằng cái gì nào. Đây, xem nó có ra hàng đẳng thức chưa. Rồi, x mũ 3 này cộng 27 đúng rồi. Tiếp, cái đằng sau xem nó đã xuất hiện hàng đẳng thức chưa. Hai cái ngoặc đằng sau nhân với nhau này. Để cô ngoặc vào tránh trường hợp các bạn bị nhầm dấu. Nào bây giờ đi xác định A với B nhá. Thế nếu ở đây là A này, số 3 này mà là A này, trừ đi 2x này mà là B này, vậy thì cái ngoặc tiếp theo này nó sẽ xuất hiện là nó phải có là A bình. Đây, tức là 9 bình đây chính là A bình này. Cộng với AB đúng không? Bình phương thiếu là A nhân B. A nhân B là bằng 3 nhân với 2x là bằng 6x. Đây, chính là cái hàng ở giữa này. Cộng AB ở đây. Và cuối cùng là cộng B bình. B bình chính là 2x mà mũ 2 lên chính là 4x mũ 2. Đây chính là B bình. Vì là phép cộng của mình là có tính chất giao hóa nên là mình có thể đổi chỗ A bình với B bình này với nhau nhé. Vậy thì đây nó chính là hàng đẳng thức rồi. Vậy thì kết quả của hàng đẳng thức này là bằng bao nhiêu? 27 đúng rồi. A viết trước này, 27 này trừ đi 2x tất cả mũ 3 là 8x mũ 3. Đấy, đừng bạn nào quên cái ngoặc ở đây nhá. Cái ngoặc này. Tại vì đằng trước của mình có dấu trừ. Nếu mà không viết cái ngoặc này thì các bạn sẽ bị sai dấu. M bằng, đến đây phá ngoặc ra này, x mũ 3 cộng 27 trừ đi, trước ngoặc là dấu trừ, khi phá ngoặc là các hạng tử bên trong đổi dấu, trừ đi 27 cộng 8x mũ 3. Thế là 27 mà trừ đi 27 là hết rồi. Chỉ còn là x mũ 3 mà cộng với 8x mũ 3 thôi là bằng bao nhiêu? Rồi, 9x mũ 3. 9x mũ 3. Thế sau khi thu gọn xong mình sẽ thay. Thay x bằng 20 vào m. Ta có m sẽ bằng là 9 này nhân với 20 mũ 3. Đấy, cái này nhân nhẩm được này, 9 nhân với 20 mũ 3 là bao nhiêu? 8 và 3 số 0, 8.000. Thế là kết quả là bằng 72.000. Đấy, bạn nào ra kết quả là 72.000 là đáp án đúng. Đấy, các bạn mà không ra đáp án như này các bạn kiểm tra xem là mình đang bị sai bước nào nhé. Xem là bước là sử dụng hàng đẳng thức này, hay là bước phá ngoặc sai, hay là thay số sai. IB, IB cô mời anh thơ nào. Việc đầu tiên là mình cứ đi thu gọn cái biểu thức n này trước nhá. Tại vì ở đây là đề bài cho là x cộng 2y bằng 0. Khác với ý A, ở ý A là cho luôn giá trị của x rồi, còn ở đây là cho biểu thức là x cộng 2y bằng 0. Thế lát nữa mình phải làm sao ấy để biến đổi cái biểu thức n này để nó xuất hiện x cộng 2y. Vậy việc đầu tiên mình cứ đi thu gọn nó trước đã, rồi lát biến đổi sau. Cô có là x trừ 2y này, thấy cái dạng này là thấy là nó xuất hiện hàng đẳng thức rồi đấy. Bây giờ mình chỉ cần kiểm tra và xác định A và B nữa thôi. Con xác định cho cô đâu là A, đâu là B. Thế x này chính là A này, 2y này chính là B này. Thế tiếp theo kiểm tra hàng đẳng thức nhé. Có A bình, A bình tức là x bình này, có rồi này. Cộng với AB, AB là x mà nhân với 2y là 2xy, có rồi. Cộng với B bình phương là 2y mũ 2 lên là 4y bình phương. Thế là đúng rồi nhá. Đúng hàng đẳng thức rồi, đọc cho cô bằng cái gì nào. Mũ mấy? Đúng rồi, x mũ 3 này trừ đi 2y tất cả mũ 3 nhá. 2y tất cả mũ 3 cô viết luôn là bằng 8y mũ 3. Đấy, ở đây cộng với 16y mũ 3. Nếu bạn nào không viết cái dấu ngoặc ở đây cũng vẫn được. Tại vì là ở trước cái tích này này, ở trước tích của hai ngoặc này nó không viết dấu gì, mình hiểu là dấu dương. Thế nên ở đây không viết ngoặc cũng vẫn được. Thế đến đây con thu gọn tiếp cho cô bằng bao nhiêu? Này. X mũ 3 này. Ở đây là có đây, có hai biến là
y mũ 3 này, mình sẽ thu gọn nó với nhau. Ừ, vì không cần viết nên cô lại xóa cái ngoặc này đi nhá. Đây. X mũ 3 này trừ 8 y mũ 3 và cộng với 16 y mũ 3 thì con xử lý hai cái y mũ 3 như thế nào? Trừ 8 cộng 16 nhá. Ừ, đúng rồi. Trừ 8 cộng 16, nhớ là khi thực hiện phép tính các bạn lấy cả cái dấu ở trước số 8 này đi nhá. Trừ 8 cộng 16 là bằng dương 8 y mũ 3. Đấy. Thế sau khi rút gọn được đến đây rồi thì mình thấy là nhiệm vụ là phải đưa về là x cộng 2y cơ. Phải có xuất hiện x cộng 2y thì lát nữa mình mới thay giá trị không được. Thế đây con xử lý tiếp như thế nào để cho nó xuất hiện thành x cộng 2y? Phải biến đổi tiếp. Ở bên đây mũ 3 rồi này. Ừ, đấy. Ừ. Đúng rồi. 2y tất cả mũ 3. Đấy. Bây giờ mình lại đưa cái số dương 8 này về thành là 2 mũ 3. Thế lại xong, lại đi khai triển hằng đẳng thức thì nó sẽ xuất hiện được x cộng 2y bằng x này. Rồi. Đúng rồi. Nhân với bình phương thiếu của một hiệu nhé. Đây là trừ này. A nhân B. A là x rồi, B là 2y. Nhân vào với nhau là được 2xy. Cho cái hệ số lên trước. 2xy cộng với B bình là cộng với 4y bình. Đấy, vậy là bây giờ cái biểu thức N nó đã xuất hiện là x cộng 2y rồi nhá. Mà đề bài cho x cộng 2y là bằng bao nhiêu? Đúng rồi, cái này đề bài cho bằng 0. Vậy đến đây mình sẽ suy được ra, thay vào và kết luận là N bằng 0. Nào, bây giờ không sử dụng máy tính nhá. Nhưng mà mình quan sát lên đây mình sẽ thấy là ở đây là có số 123 này, rồi lại nhân với số 123 nữa ở trong ngoặc. Như vậy mình sẽ thực hiện là thử xem nhân phân phối vào xem được bằng bao nhiêu. Toàn đọc cho cô nhé. Nhân số 123 vào trong ngoặc thì mình sẽ được là, không phải 123 nhân 123, cô viết là bằng 123 mũ 2 cộng với bao nhiêu? Ừ, 123 này nhân với 154 rồi cộng với 77 mũ 2. Đấy, thì ở đây là nó đang có dạng là hằng đẳng thức rồi này. Ở đây chính là A bình. Đấy, mình cần phải nhận diện nhá. 123 mũ 2 mình coi nó là A bình rồi này. Thì cộng với ở đây là thấy là có 123 thì đây nó chính là A rồi. Rồi, còn chưa xác định được B thì mình lại cộng ra đằng sau. 77 mũ 2 thì đây chính là B mũ 2. Đúng không? Vậy thì mình xác định là B là bằng 77 rồi. Vậy thì cái số 154 này mình cần phải tách ra như thế nào để cho nó xuất hiện số 77? Con sẽ tách cái số 154 này ra như thế nào? Thành tích của hai số đó là bao nhiêu? Nhưng mà mình xác định được A rồi này. A là 123 rồi nhé. Thì bỏ qua cái số A thì bây giờ mình chỉ quan tâm đến B thôi. 77 mũ 2. Đúng rồi. B là 77. Thế số 154 này bây giờ mình, vì ở đây mới chỉ có A thôi này. Vì vậy cái số 154 này mình phải biến đổi làm sao để cho nó vừa xuất hiện số 2 và nó lại vừa xuất hiện số B nữa. Đấy. Thế thì 154 nó chính là bằng 2 nhân 77. 123 mũ 2 này cộng với 2 này, cô viết lên trước, nhân A là 123 và nhân với 77 chính là B, cộng với B mũ 2 chính là 77 mũ 2. Đấy, thế nó là hằng đẳng thức rồi. A bằng 123 cộng 77. Ừ, đúng rồi. Cộng 77 mũ 2, kết quả bằng 123 cộng 77 là bao nhiêu? 200. 200 mũ 2 bằng, ừ, 4 số 0, 40.000. Đấy, như vậy thì ở bài này là các bạn cần phải phát hiện ra, thứ nhất là phải xác định được A, xác định được B, sau đó là mình sẽ biến đổi cái tích ở giữa này để cho nó xuất hiện thành 2 nhân A nhân B. Đấy nhá. Đây chính là có là 2 nhân với 77 này là chính là bằng 154 này. Đấy.
Nhật Huy quan sát đề bài ý B xem là bài này con sẽ làm như nào. Thứ nhất là quan sát ở trên tử trước nhá. Ở trên tử đang có cái mũ 2 rồi này, cộng với một tích nó lại cộng với cái mũ 2, nó chính là cái dạng ở ý A đấy, tương tự như ý A luôn. Nhưng mà quan trọng là mình cần phải xác định AB và tách cái tích này ra như thế nào. Đầu tiên Nhật Huy xác định cho cô A trước nhá. Ở trong cái trên tử trước này, lát nữa mẫu mình xử lý sau. Trên tử này con xác định cho cô A trước đi. A là bao nhiêu? 35 bình phương. Đúng rồi, đây. Đây chính là A mũ 2. B mũ 2 là 65 bình phương. Đúng rồi, thế ở giữa này phải xuất hiện là cộng 2 nhân A nhân B, đúng rồi. Thế thì cái số 135 nó chính là A rồi này. Như vậy thì cái số 130 còn lại đấy, nó phải tách ra thành là 2 và B. Thế con kiểm tra xem đúng chưa. B là bằng 65 nhá. Thay vào đây 65 mà nhân với 2 thì đúng bằng 130, đúng không? Vậy bây giờ mình sẽ đi tách luôn nhá. Xử lý trên tử trước. 135 mũ 2 này cộng với 2 nhân với, xếp thứ tự 135 viết trước này, nhân với 65. Đấy nhá, cái số 130 này cô đã tách thành 2 nhân với 65 rồi, cộng với 65 mũ 2 trên. Đấy, để cái mẫu đấy tí xử lý tiếp. Bây giờ xử lý tiếp trên tử nào. Trên tử thì tạo thành hàng đẳng thức là gì? Tức nghĩa là 135 cộng 65. Đúng rồi, chính xác. Đấy, thế là đến đây là mình có thể tính được xem là trong cái ngoặc này nó ra bao nhiêu nhá. Bây giờ mình xử lý tiếp đi cái mẫu này. Mẫu đang là 135 mũ 2 mà trừ đi 65 mũ 2 thì đây nó đã phải là hàng đẳng thức hay chưa? Dạ chưa. Chưa. Thế con định làm như nào để làm cái xử lý cái này? Nhớ là mình có 7 cái hàng đẳng thức nhá. Xem là nó ở cái dạng nào. Dạ thưa cô, là nó ở cái dạng là 135 trừ 65 nhân 35 cộng 65. À đúng rồi, chính xác, nó chính là A bình mà trừ đi B bình đấy, thì sẽ bằng là A trừ B nhân với A cộng B. Nó chính là cái dạng này này. Đấy, cô sẽ viết luôn đây là bằng 135 trừ 65 này, nhân với 135 cộng 65. Đấy, đến đây là mình thấy là nó có nhân tử chung rồi. 135 trừ 65 này nhân với 135 cộng 65. Thế đây mình sẽ rút gọn được cả tử và mẫu cho bao nhiêu? Ở trên này có 135 cộng 65 này, ở dưới này cũng có 135 cộng 65. Thế là mình có thể rút gọn được cái ngoặc này này hết. Còn cái ngoặc này mà ở đây là mũ 2 nhá. Thế nếu mà mình chia cho 135 cộng với 65 thì nó chỉ mất đi cái mũ 2 thôi. Tức là nó mất đi 1, còn lại 1. Đấy, sau đó mình tính giá trị ở trong ngoặc ra là bằng bao nhiêu. 135 cộng 65 là bằng 200 trên 135 mà trừ đi 65 là bằng bao nhiêu? 70 à? Hết. Tiếp theo là bằng chia được cho 10, thế là bằng 20/7. Ở ý C này thì các bạn quan sát đề bài sẽ thấy là nó xuất hiện rất là nhiều bình phương, đúng không? Vậy thì khả năng cao là mình sẽ sử dụng đến cái hàng đẳng thức là A bình trừ B bình bằng A trừ B nhân với A cộng B. Đấy, mình sẽ sử dụng cái này. Thế muốn sử dụng được hàng đẳng thức này thì cứ phải hai hạng tử các bạn cho vào một ngoặc thì nó mới xuất hiện được cái hàng đẳng thức này. Thế được, việc đầu tiên là kiểm tra cho cô xem là cái biểu thức C này có bao nhiêu số hạng trước đã. Sau khi kiểm tra số hạng rồi, mình kiểm tra xem là có bao nhiêu cái cặp như này, xem là có bị lẻ hay không. Có bạn nào nhớ cái công thức tính số số hạng không? Cô mời Phương Anh nào. Phương Anh có nhớ công thức tính số số hạng của dãy số cách đều không con? Số cách đều ạ. Thế ví dụ con nhìn vào C này thì con biết xem là C này là có bao nhiêu hạng tử hay là bao nhiêu số hạng ở đây? Biểu thức C này có số hạng đầu tiên. Khi này là con đếm là không tất cả, con tính cả cái đoạn chấm chấm là 6 số hạng. 6 số, thế cái đoạn chấm chấm này không tính à? Có tính cả cái đoạn chấm chấm này nữa. Mình sẽ nhìn vào cái số đầu và số cuối.
và cả khoảng cách nữa để kiểm tra xem là cái C này có bao nhiêu số hạng. Nếu mà quan sát nhìn vào đây, con sẽ thấy ở đây 1 này. Số hạng thứ nhất là 1 này, số hạng thứ hai là 2 này. Vậy thì cô hỏi là 2019 này sẽ là số hạng thứ bao nhiêu? Số hạng thứ 2018. Nó vẫn là 2019 ấy. Ê, 1 là số thứ nhất nhá, 2 là số thứ hai này, 3 là số thứ ba. Ở đây hiện tại mình chưa quan tâm đến dấu nhá. Chỉ kiểm tra xem là ở cái biểu thức C này có bao nhiêu số hạng hay không. Thì nó có công thức như sau. Nhá, công thức tính số số hạng, bạn nào quên thì ghi lại nhá. Công thức tính số số hạng của dãy số cách đều là các bạn lấy số cuối này trừ đi số đầu chia cho khoảng cách, rồi cộng với 1. Đây là cách tính. Ví dụ nhìn ở IC nên mình có thể nhầm được ngay, đó là 2019 này là số hạng thứ 2019. Như vậy thì cái C đấy là có 2019 số hạng nhá. Còn nếu mà thay vào công thức này, cô sẽ thay này. Ví dụ lấy số cuối là số 2019 này. Lấy 2019 thôi nhá, chứ không phải mũ 2 đâu. Cái mũ 2 nó giống nhau hết rồi. Trừ đi số đầu là 1 chia cho khoảng cách này. Muốn tìm khoảng cách thì mình chỉ cần kiểm tra xem là hai số đứng liền kề nhau hơn kém nhau bao nhiêu. Thì 1 với 2 là hơn kém nhau một đơn vị. Thế là chia cho 1 cộng với 1. Đấy, 2019 trừ 1 là bằng 2018 này. Chia 1 vẫn là bằng 2018 và cộng 1 là bằng 2019. 2019. Thế cái C đây mà có 2019 số hạng mà bây giờ mình lại muốn sử dụng cái hàng đẳng thức này. Muốn sử dụng hàng đẳng thức này thì cứ trong một cái nhóm ấy là nó phải có hai hạng tử. Thế mà bây giờ có 2019 hạng tử. Vậy thì là có bao nhiêu nhóm? Phương Anh. Dạ, 2019. Ừ. 2019 này. Mình là có tất cả 2019 hạng tử, 29 là số hạng. Mà bây giờ muốn xuất hiện được cái hàng đẳng thức này, tức là trong mỗi một nhóm ấy, mình phải để cho nó xuất hiện hai hạng tử. Thế muốn biết là có bao nhiêu nhóm thì chỉ cần lấy 2019 em chia cho 2 thôi. Ừ, chia cho 2 xem được kết quả bao nhiêu. À, được là 1009,5. 1009, được rồi, phẩy 5 tức là dư đúng không? Dư 1. Dạ. Hay là dư 1. Như vậy thì khi mà cô thực hiện nhóm hai cái hạng tử và một ngoặc thì nó sẽ bị dư được một số. Tức là trong tất cả những cái 2019 số này có một số bị lẻ ra ngoài mà không được ghép với số nào cả. Vì vậy bây giờ cô sẽ đặt một số ra ngoài nhé. Và cô sẽ đặt cái số 1 này ra ngoài này cho dễ nhầm. Đây, đặt 1 mũ 2 ra ngoài. Bây giờ bắt đầu cứ hai hạng tử là mình cho vào một ngoặc. Tức là ở đây cô sẽ có là thành là trừ 2 mũ 2 cộng với 3 mũ 2 này. Nhưng mà để thuận mắt hơn thì cô sẽ đổi chỗ nhá. Tại vì đây là phép tính cộng mà, có tính chất giao hoán, nên là cô sẽ đổi cho 3 mũ 2 đứng lên đằng trước. Thành là 3 mũ 2 trừ đi 2 mũ 2. Đấy, còn nếu mà bạn nào viết thành là trừ 2 mũ 2 cộng 3 mũ 2 cũng nó cũng không sai. Vẫn thế. Ở đây là cô chỉ thực hiện đổi chỗ thôi này, giao hoán. Thế ngoặc tiếp theo sẽ là gì? Phương Anh đọc tiếp giúp cô nào. Bây giờ con hết rồi này. Hai cái số này mình cho ngoặc này rồi. Bây giờ cái số âm 4 này, nó số cái ngoặc này thì nó phải ghép với một cái số ở chấm 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 này nữa. Thế ngay đằng sau sẽ là bao nhiêu? Ngay đằng sau 4 mũ 2 sẽ là 5 mũ 2. Đúng rồi, 5 mũ 2. Ở đây sẽ là 5 mũ 2 trừ đi 4 mũ 2. Đấy, trừ đi 4 mũ 2 xuống đây rồi, cộng chấm chấm chấm. Đến cái ngoặc cuối cùng nào. Nên cho số dương lên trước nhé. Số 2. Ừ, 2. Ngoặc cuối cùng chỉ còn 2 số này thôi này. Tại vì cái số bị lẻ ra cô đã ném nó ở đằng trước rồi. Nên là tất cả những số còn lại là được ghép cặp hết. Sẽ là 2019 cho lên trước trừ đi 2018 Bình Phương. Đấy, thế là cái vì sao mà mình phải đi tính số số hạng này. Tại vì không phải bài nào người ta cũng cho chẵn cặp. Tức là mình có thể cho được nhóm nó vào tất cả các cặp. Như ở bài này lẻ mất một số, lẻ một số là mình phải cho ra ngoài. Thì tất cả những số còn lại nó mới có đôi có cặp. Thế sau khi đến đây rồi thì trong các cái ngoặc này, đấy,
nó xuất hiện ra thành hàng đẳng thức. Phương Anh lại đọc tiếp nhé. Một bình cũng biết là một này, cộng với. Một cộng với bốn. À đúng rồi, cô viết chi tiết ra xong lát cô viết kết quả sau này. 3 trừ 2 nhân 3 cộng 2. Ngoặc tiếp theo sẽ là? 5 trừ 4 nhân với 5 cộng 4. Đúng rồi. Ngoặc cuối cùng này. Là 2019 này trừ đi 2018 này, sau đó rồi lại nhân với. Hai không mười chín cộng với 2018. Rồi tiếp theo C bằng một này cộng với 3 trừ 2 là bằng một rồi nhá. Thế là nó bằng một rồi nên là thôi không cần viết nữa. Một nhân với 3 cộng 2 thì nó vẫn là 3 cộng 2, nhưng mà bây giờ cô lại đổi chỗ để cho số 2 lên trước, số 3 ra đằng sau. Vì phép tính cộng có tính chất giao hóa. Để viết theo thứ tự thôi. Hết. Nào. Tiếp theo là 5 trừ 4 thì nó cũng bằng 1 này. 1 mà nhân với 5 cộng 4 thì nó vẫn là 5 cộng 4. Viết xuống dưới này cô viết thành 4 cộng 5. Đổi chỗ một chút. Cộng cuối cùng là đến 2018 cộng với 2019. Lý do là do tất cả các cái ngoặc đứng ở đằng trước này nó đều bằng 1 hết rồi. Mà số nào nhân với 1 thì cũng bằng chính nó. Nên mình không cần phải ghi lại cái số 1 này. Bây giờ C là đang đưa về thành tổng của dãy số cách đều đấy nhá. Đây là công thức tính số số hạng này. Xuống dưới này, công thức tính tổng. Công thức tính tổng của dãy số cách đều đấy như sau. Các bạn lấy số cuối này, cộng với số đầu, nhân với số số hạng, rồi đem chia cho 2. Đấy, công thức tính nhá. Lắp đúng vào bài của mình. Phương Anh đọc cho cô nào. Số cuối là bao nhiêu? Đấy nhá, dòng này này. Là 2019 nhá. Đúng rồi, cộng với số đầu là 1 ạ. 1 chia nhân với số số hạng là bao nhiêu? Tức là có bao nhiêu số hạng đấy? Có đây, từ 1 nhá. Ừ đúng rồi, từ 1 đến 2019 là có. Là 2019. Đúng rồi. Chia 2. Đấy, sau đó tính ra là này là bằng là 2019 cộng 1 là bằng 2020 rồi. 2020 đem chia cho 2 đi cho chẵn này. 2020 chia cho 2 là bằng 2020 là bằng 1010 nhân với 2019. Kết quả mình có thể dừng ở đây cũng được hoặc là dùng máy tính bấm ra nhá. Như vậy cô chỉ ghi kết quả cuối cùng ở đây thôi, là bằng 1010 nhân với 2019. Đấy, ở bài này khi mà mình đang đi tính tổng hay tổng của một dãy lũy thừa này thì các bạn lưu ý cho cô bước đầu tiên là đi tính số số hạng nhá. Rồi sau đó rồi mới nhóm nó vào các ngoặc. Như ở bài này là chỉ nhóm 2 thôi. Nhóm 2 thì mình sẽ đem chia cho 2 để mình biết là có bao nhiêu cái ngoặc này và dư số nào. Dư một số thì cho một số ra ngoài, nhưng mà nếu mà dư 2 thì cho 2 số ra ngoài. Và công thức tính tổng dãy số cách đều nhá, các bạn ghi lại phần lý thuyết ở đây nhá. Vậy ý D nhá. Các bạn cùng quan sát lên đề bài của ý D này. Ở đây là có những cái ngoặc. Đây là tích nhá, thì các bạn kiểm tra là thường ấy, khi mà xuất hiện ngoặc ấy là mình có hai hướng. Hướng thứ nhất là đi tính giá trị ở trong ngoặc. Còn hướng thứ hai là mình đi nhân phá ngoặc. Thế nhưng mà đối với bài này giá trị trong ngoặc thì nó cứ tăng dần, tăng đến tận 2 mũ 32 cộng 1 cơ. Nên nếu mà tính trong ngoặc với bài này là không khả thi. Còn nếu mà nhân phá ngoặc ra thì nó cũng không khả thi nốt. Tại vì ở đây là tất cả cái ngoặc này là nhân cả đống với nhau. Nên là mình không thể thực hiện nhân đa thức với đa thức được đâu nhá. Tại vì nó rất là dài, rất là nhiều ngoặc nên là cái đấy cũng không khả thi luôn. Vậy thì cái cách khả thi đối với bài này là sử dụng hàng đẳng thức. Vẫn sử dụng hàng đẳng thức. Nào, quan sát vào cái ngoặc thứ hai này trước này. Các bạn sẽ nhìn thấy cái quy luật của nó nhé. 2 mũ 2 mà cộng với 1. Thế nếu mà bây giờ muốn sử dụng hàng đẳng thức thì mình cần đưa nó về cái hàng đẳng thức nào mà xuất hiện
2 mũ 2 mà cộng với 1. Đưa về cái hằng đẳng thức nào? Khánh Ngọc có đấy không ạ? Rồi. Nào bây giờ cô có là 2 mũ 2 cộng 1 thì theo con là cái 2 mũ 2 cộng 1 này nó cần phải nhân thêm một lượng là bao nhiêu nữa để nó xuất hiện thành hằng đẳng thức? Cô gợi ý là nó chính là cái hằng đẳng thức này. Hiệu của 2 bình phương. Thì đây nó chính là 2 mũ 2 cộng 1 này, vậy thì con phải nhân nó với bao nhiêu nữa để nó xuất hiện được cái hằng đẳng thức kia? Đúng rồi, 2 mũ 2 trừ 1. Tức là phải nhân thêm với 2 mũ 2 trừ 1 nữa thì nó mới ra hằng đẳng thức. Thế mà 2 mũ 2 trừ 1 thì nó ra kết quả là bằng bao nhiêu? Bằng 3, đúng rồi. 2 mũ 2 trừ 1 là bằng 3. Thế mà trên này mình lại có đúng là 3, à 2 cộng 1 cũng bằng 3 luôn. Vậy thì là hai cái thằng này nó bằng nhau nhá. Hai cái ngoặc này là nó bằng nhau tại vì nó cùng bằng 3. Lý do bằng nhau đấy là cùng bằng 3, mình nhẩm được luôn nó bằng 3 mà. Đấy, thế thì nó đã xuất hiện hằng đẳng thức đầu tiên. Cái đoạn đằng sau chưa làm gì viết lại hết nhá. 2 mũ 4 cộng 1 này, nhân 2 mũ 8 cộng 1, 2 mũ 16 cộng 1 và 2 mũ 32 cộng 1 trừ đi 2 mũ 64. Rồi. Tích của hai cái ngoặc đầu tiên là ra hằng đẳng thức này. Hằng đẳng thức này Ngọc đọc cho cô xem bằng bao nhiêu. Cô là 2 mũ 4 trừ 1. Đúng rồi, 2 mũ 4 trừ 1. Thế có 2 mũ 4 trừ 1 rồi này. Thế là hai thằng này xử lý xong rồi. Thì ở trên này nó lại có 2 mũ 4 cộng 1 nữa. Thế nó lại xuất tiếp tục xuất hiện hằng đẳng thức. Chịu khó viết ra nha, đừng chấm chấm ở vở nhá. Rồi, D bằng. Ngọc lại đọc tiếp nào. 2 mũ 8 trừ 1. Đúng rồi, 2 mũ 8 trừ 1. Đấy. Đấy, hai cái này nhân vào với nhau thì bên trên lại có 2 mũ 8 cộng 1. Rồi. Bằng 2 mũ 16 trừ 1 này nhân với 2 mũ 16 cộng 1, 2 mũ 32 cộng 1 và trừ đi 2 mũ 64. Như vậy D sẽ bằng 2 mũ 32 trừ 1, rồi lại nhân với 2 mũ 32 cộng 1 trừ đi 2 mũ 64. D bằng. Đấy, hai cái ngoặc này nhân với nhau này là 2 mũ 32, tất cả mũ 2 nhá là bằng 2 mũ 64 này. Trừ đi 1 mũ 2 là trừ đi 1 này, rồi lại trừ đi 2 mũ 64. Thế là 2 mũ 64 với 2 trừ 2 mũ 64 hết, kết quả chỉ bằng âm 1 thôi. Đấy, nó rất là cồng kềnh nhưng mà kết quả ngắn gọn là bằng âm 1. Thế ở bài này các bạn cần phải lưu ý nhá, khi mà nó xuất hiện cái dạng này, cái dạng mà mình không thể tính được trong ngoặc mà cũng không thể nhân phá ngoặc được thì suy nghĩ đến sử dụng hằng đẳng thức bằng cách là biến đổi cái ngoặc, ngay cái ngoặc đầu tiên này. Đây. Mình thấy là 2 mũ 2 cộng 1 này muốn xuất hiện hằng đẳng thức thì nhân với 2 mũ 2 trừ 1 mà nó bằng 3, đúng bằng cái ngoặc đầu tiên. Các bạn lưu ý cách làm bài này nhá. Nào cô mời Thanh Tùng nào. Tùng làm cho cô ý A nhá. Đối với dạng bài tìm x như này thì việc đầu tiên là mình sẽ đi thu gọn cái vế trái trước. X mũ 3 trừ 27, đúng rồi, sử dụng hằng đẳng thức này. Nhưng mà lưu ý nhá, tiếp nào, trừ này, trừ nhưng mà đây nhá, trừ đi cả một tích. Thế nên đặt dấu trừ ra thì các bạn cho cô cái dấu ngoặc vào để không bị sai dấu. Trừ cái 3 cộng 16. Trừ. Cái này là bao nhiêu? À, tức là con nhân luôn vào đúng không? Ở đây bạn ấy tính được ra là x cộng 4 nhân với x trừ 4 là bằng x bình trừ 16. Sau đó, rồi cô viết từng bước một nhá. Trừ x này nhân với x bình trừ đi 16 đã bằng 5. Đấy, rồi bước tiếp theo là bằng x mũ 3 này trừ đi 27 trừ đi. Nhân x này vào trong ngoặc là được x mũ 3 trừ đi 16x bằng 5. Rồi, con thu gọn tiếp nào. 5 bằng 6 rồi. Nào bằng x mũ 3 này trừ đi 27. Phá ngoặc ra con được kết quả là gì? Trừ x mũ 3 cộng
Đúng rồi, trước ngoặc là có dấu trừ, nên khi phá ngoặc là các hạng từ đối dấu bằng 5. Thế mình có là x mũ 3 trừ đi x mũ 3 là hết rồi nhá. Đây, hai này hết rồi này. Ở đây còn trừ 27 và còn 16x. Thế như vậy là trừ 27 là mình sẽ chuyển nó sang vế bên phải, tại vì nó không liên quan gì đến x cả. Kết quả chỉ còn là 16x này là bằng 5 mà cộng với 27 là bằng 32. Đúng rồi, đến đây hết dòng, cô viết sang bên cạnh nhá. X bằng 32 mà chia cho 16, vậy là x bằng 2. Đấy, bạn nào ra kết quả x bằng 2 là đáp án đúng. Ý B, ý B của mời Minh Tường. Đúng ạ. Minh Tường lại thu gọn cho cô ở vế bên trái này nào. Con có khai triển hàng đẳng thức đầu tiên ra không? Đúng. Thế đọc cho cô nhé. X bình trừ 4 cộng 4. Đúng rồi. Ở tiếp theo. Trừ x mũ 3. Đó, trừ đi x mũ 3 làm sao nữa nào? Trừ đi 25. Đúng rồi đấy, trừ đi 25. Vì là ở đây có trừ nhá, các bạn lưu ý là trước cái tích này là có dấu trừ, nên là cứ đặt cái ngoặc đi đã, nhắc mình đi phá ngoặc cho chắc. Thì theo đúng hàng đẳng thức thì đây sẽ là cộng với 5 mũ 3 là 125. Đấy, rồi cộng với 6x mũ 2 bằng 11. Đấy. Cứ thêm dấu ngoặc vào xong lát mình đi phá ngoặc. X mũ 2 này trừ 4x cộng 4 này trừ đi x mũ 3 này và trừ đi 125 cộng 6x bình bằng 11. Rồi bây giờ sẽ đi thu gọn nhá. Ở đây cô có là đúng không? Ở đây có x mũ trừ x mũ 3 này. Ở đây có x mũ 2 này. X mũ 2 mà cộng với 6x mũ 2 là bằng 7x mũ 2 này. Tức là trừ x mũ 3 cho nên đằng trước đi. Rồi, có bao nhiêu x nhỉ? 3. Ở đây có 4x này. Trừ 4x. Đây có là cộng 4 này. Với bên đây là 11 này. Tại vì là bên đây là của mình vẫn xuất hiện này. Các x từ bậc 3, bậc 2, bậc 1 này. Nên là hệ số tự do cũng chuyển hết sang vế bên trái nhá. Thành là 4 mà trừ đi 11 là bằng trừ 7 bằng 0. Các bạn có ra kết quả vậy không? Còn trừ 125 nữa. Đúng rồi, còn trừ 125 nữa. Thế là bằng 4 này trừ 125 trừ 11. Kết quả bằng trừ 7 mà trừ đi 125 là bằng 132 bằng 0. Nhưng mình có ra kết quả giống cô không? Rồi tiếp theo đến đây các bạn biết sử dụng máy tính để bấm thử nghiệm chưa? Các bạn nào có máy tính ở đấy không? Có thể nhập cho cô. Ở trong máy tính ấy là có một cái để tính tìm nghiệm của cái phương trình bậc 3 này. Các bạn có thể sử dụng bấm thử giúp cô. Còn ở trong, cô thấy là cái đề bài trên bảng với cái ở trong phiếu của các bạn nó đang bị nhầm đề ấy. Nếu bạn nào có máy tính thì bấm kiểm tra giúp cô xem kết quả bao nhiêu nhé. Thư máy tính không? Cô viết lại đề đúng sang bên đây nhé. Đề bên đây là x trừ 2 mũ 3 cơ. Có phải trong phiếu là mũ 3 không Nhật Minh? Trong phiếu là mũ 2 à? Thế cô sửa lại thành mũ 3 nhé. Trừ đi x cộng 5 này nhân với x bình trừ đi 5x cộng 25 cộng 6x bình bằng 11. Thế cô sẽ chữa ra đề này nhá. Để là x mũ 3, để lát nữa x mũ 3 với x mũ 3 hết để xử lý được cái x mũ 3 đấy. Nào cô viết luôn chỗ này này. X trừ 2 mũ 3 thì chính là bằng x mũ 3 này trừ đi 3x bình nhân 2 đúng không? 6x bình cộng với 3 nhân x nhân 2 bình là bằng 12x.
trừ 8. Rồi, trừ tiếp đi. Cái này mình vừa tính rồi nên cô ghi lại kết quả ở bên đây nhá. Là bằng trừ đi x mũ 3 trừ 125 cộng với 6x bình bằng 11. Rồi, đây có là x mũ 3 với x mũ 3 trừ x mũ 3 hết này. Trừ 6x bình với 6x bình hết. Thế là chỉ còn 12x. Ở đây là có 8 này mà trừ đi 125 này. Sau đó rồi chuyển vế cho mình đây. Nào bao nhiêu, Nhật Minh tính giúp cô nào. 8 với 125 là bằng 133 rồi. Chuyển sang đây là bằng 144. Vậy là x sẽ bằng là 144 mà chia cho 12. Thế là kết quả là x bằng 12. Các bạn sửa đề và sửa phiếu học giúp cô nhé. Sửa cái mũ 2 này thành mũ 3. Đề bài cho là cho x cộng y bằng 2 này và cho x mũ 2 cộng y mũ 2 bằng 10 và yêu cầu tính giá trị của biểu thức x mũ 3 cộng y mũ 3. Tính giá trị biểu thức x mũ 3 cộng y mũ 3. Thế nhìn đây là thấy nó ra hàm lượng thức rồi này. Đúng không? Khánh Vy đọc cho cô này. À, x cộng y này nhân với x mũ 2 trừ xy, đúng rồi, cộng y mũ 2. Đấy. Đây đề bài yêu cầu tính như này. Thế mà để sau khi phân tích ra thì các bạn sẽ thấy là đây có x cộng y này đã có rồi. X cộng y là bằng 2 nhá. Thế là mình đã có được cái cụm này rồi này, là bằng 2. Tiếp là lại có là x mũ 2 cộng y mũ 2, tức là chỉ có cái thằng đầu với thằng cuối này thôi, là tổng của chúng là bằng 10. Thế như vậy để tính được cái giá trị của x mũ 3 cộng y mũ 3 này thì mình phải đi tính được cái thằng này. Đây, phải tính cái thằng ở giữa. Chỉ có một mình thằng này chưa biết thôi, phải đi tính được trừ xy. Thế mà dựa vào cái dữ kiện của đề bài nhá, đề bài cho là x cộng y thì bằng 2. Bây giờ đang có là x cộng y mà muốn xuất hiện x nhân y thì mình cần phải làm như thế nào? Bài này chắc chắn là dùng hàm lượng thức rồi. Nhưng mà bây giờ đang có là x cộng y mà muốn xuất hiện x nhân y như thế này thì mình sẽ làm như thế nào? Vi trả lời tiếp được không con? Đang là phép tính cộng nhá. Mà muốn cho phép tính nhân thì mình sẽ làm như thế nào? Nó đang là cộng rồi. Mà muốn thành nhân, muốn xuất hiện tích ấy, các bạn bình phương hai vế, mũ 2 lên. X cộng y mà bằng 2 thì sẽ suy ra được là x cộng y mũ 2 sẽ bằng 2 mũ 2 và 4. Đấy. Vậy là bây giờ mình đang từ tổng này. Bây giờ mình khai triển cái hằng đẳng thức này ra là nó sẽ có tích xy. Thì x cộng y mũ 2 nó chính là x bình này cộng với 2xy cộng với y bình và bằng 4. Thế trong cái biểu thức ở phía bên trái này con đã biết được tổng có hai số nào rồi. Ừ. Lại biết tổng có hai số nào rồi. Đúng rồi, tổng có hai số này. X mũ 2 cộng y mũ 2 đề bài cho là bằng 10 rồi. Như vậy cô sẽ thay vào đây là bằng 10 này cộng với 2xy và bằng 4. Đến đây là chắc chắn là mình sẽ tính được xy là bằng bao nhiêu. Vi đọc tiếp cho cô nhé. Từ đây suy ra được xy bằng 2xy trước đi. 2xy bằng 6 là nhầm nhá. 10 cộng 6 không phải bằng 4 đâu. 2xy phải bằng mấy? Làm từng bước không nhầm nhá. 4 này. Chuyển 10 sang mà đúng không? Chuyển vế đổi dấu. 4 trừ 10 phải bằng. Rồi, trừ 6. Đúng rồi. Từ đây suy ra được xy. Xy là sẽ bằng trừ 3. Đấy, sau khi xong hết rồi nhá, bây giờ thay vào này. Từ đây ta có thay vào đây x cộng y là bằng 2 do đề bài cho rồi. Còn trong ngoặc này có x bình cộng y bình là bằng 10 và trừ đi xy nhá. Các bạn lưu ý này, trừ đi xy tức là trừ đi trừ 3. Đấy, thì phải thành cộng 3 nhá.
Thế là bằng 2 nhân với 10 cộng 3. Thế là bằng 13 nhân 2 là bằng 26. Đấy. Cái dạng bài này thì nó cũng không khó lắm. Bước đầu tiên là nhìn vào biểu thức đề bài yêu cầu tính giá trị ấy, mình thấy nó là mũ 3. X mũ 3 cộng Y mũ 3 sử dụng hàng đẳng thức khai triển ra. Và thấy là xem là cần phải tìm thêm cái đại lượng nào nữa. Và lưu ý nhá, đó là nếu mà đang có tổng, tổng hoặc hiệu mà muốn xuất hiện tích ấy, các bạn bình phương hai vế lên. Vẫn như bài trước, mình nhìn vào cái biểu thức cần tính giá trị ấy, ở đây có là X mũ 3 cộng với Y mũ 3 này. Đây, hai thằng này ghép với nhau là nó đã ra hàng đẳng thức rồi. Còn đằng sau là X bình cộng Y bình thì lát nữa mình sẽ xử lý nhá. Cô làm từng cái một. Đầu tiên là đi xử lý thằng này trước đã. X mũ 3 cộng Y mũ 3 này. Phương Linh đọc tiếp giúp cô nào. Bằng bằng X cộng Y nhân với X mũ 2 trừ X Y cộng Y mũ 2. Rồi. X bình này trừ X Y này cộng với Y mũ 2 này. Rồi tiếp theo là mình có là X cộng Y là biết rồi đúng không? Là bằng 3. Nhân với, trong cái ngoặc này là đã có là XY là đã biết rồi. Thế ở đây là mình có là trừ 2XY nhá. Thế là có là X bình này. Cô đổi chỗ cho Y bình lên trước. Trừ đi 2. Như vậy muốn tính được là bây giờ mình phải xử lý cái thằng X bình cộng Y bình thì cho nó bằng bao nhiêu đã. Rồi mình thay vào đây mới được. Thế muốn có được X bình và Y bình nhá, mà đề bài đang cho là X cộng Y bằng 3 này và XY bằng 2. Thế mà muốn xuất hiện X bình cộng Y bình thì mình làm như thế nào? Làm như thế nào? Đang mới chỉ là có XY thôi, đây là bậc nhất. Và bây giờ mình muốn nó bậc 2 thì mình làm gì? Mình lại bình phương lên, bình phương hai vế nhá. Bình phương hai vế lên thì sẽ suy được ra là X bình X cộng Y tất cả bình trước này là bằng 3 mũ 2 là bằng 9. Thế xong tiếp khai triển cái hàng đẳng thức này ra thì sẽ suy ra được là X bình này cộng với 2XY cộng với Y bình là bằng 9. Thế như vậy ở đây là 2XY là mình biết rồi. 2XY là bằng bao nhiêu? Thật Linh. Bằng 4. Rồi 2Y là bằng 4. Vậy thì con sẽ suy được ra là X bình cộng Y bình bằng bao nhiêu? Nè, 2XY là bằng 4 rồi nhá. Đây cô viết lại cho đây này. 9 này trừ đi 2XY chính là bằng 9 mà trừ đi 2 nhân 2. Thế là kết quả là bằng 5. Thế là có là X bình cộng Y bình bằng 5. Thay xuống đây bằng 3 nhân với 5 trừ 2. 5 trừ 2 là lại bằng 3 nữa. 3 nhân 3 bằng 9. Thế ra kết quả bằng 9. Đấy nhỉ? Rất hay sử dụng. Đang là bậc nhất mà muốn là bậc 2 thì đem bình phương hai vế lên. Đấy, sau đó đi tính cái cụm còn lại là bằng 3 nhân với X bình cộng Y bình. Thì nó sẽ là bằng 3 nhân với X bình cộng Y bình là bằng 5. Thế là kết quả bằng 15. Từ đây kết luận được là biểu thức A này là sẽ bằng 9 cộng với 15 và kết quả bằng 24. Đây là cách thứ nhất nhé. Cách thứ nhất. Đấy là mình đi giải quyết từng cái thành phần một ở trong cái biểu thức đề bài yêu cầu tính. Xem là nó thiếu cái gì. Thiếu cái gì thì quay lại đề bài để làm. Và thường đối với dạng này là bình phương lên. Hướng thứ hai. Cách thứ hai cô hướng dẫn các bạn đó là cách thêm bớt nhé. Thêm bớt. Nào đi xử lý nào trước. X. Đi xử lý nào trước được nhỉ? Thêm bớt để cho nó xuất hiện. Cô xử lý cái đằng sau này trước nhé. Cho dễ nhìn này. 3 này. Nhân với X bình cộng Y bình. Này. Bây giờ mình đang có là X bình cộng Y bình. Mà muốn nó xuất hiện x cộng y ấy. Xuất hiện x cộng y tức là mình phải làm sao để cho nó xuất hiện x cộng y tất cả bình ấy. Như vậy thì cái mình phải thêm bớt vào đây một lượng là bao nhiêu ở Nhật Minh? Đấy. Nó là hàng đẳng thức. X bình cộng y bình thì phải thêm bao nhiêu nữa để nó thành hàng đẳng thức này? Nếu mà con sử dụng x bình trừ y bình thì nhân đó, thì nó sẽ ra là x mũ 4 trừ y mũ 4 chứ. Còn ở đây mình đang là x bình cộng y bình mà biến thành x
cộng y tất cả bình cơ. X cộng y tất cả bình thì nó chính là x bình này cộng với 2xy và cộng với y bình. Thế là x bình có rồi đúng không? Y bình cũng có rồi này, chỉ thiếu mỗi thằng giữa thôi. Tức là thiếu mất 2xy. Đúng không? Thế thì ở đây cô sẽ cộng thêm 2xy vào đây. Cộng 2xy này cộng y bình. Thế khi mà mình thêm vào rồi thì mình phải bớt nó đi, trừ đi 2xy. Thì đây chính là quy tắc thêm bớt nhá. Thêm vào bao nhiêu này thì bớt đi, đúng như vậy ở phía đằng sau. Vậy là ba cái hạng tử đầu tiên ghép lại với nhau thành hằng đẳng thức. 3 nhân với này, hằng đẳng thức này chính là x cộng y tất cả mũ 2. Thế là như vậy là nó đã xuất hiện được x cộng y rồi. Trừ đi 2xy. Đấy. X cộng y biết rồi mà x nhân y mình cũng biết rồi, thay số rồi. Bằng 3 này nhân x cộng y là bằng 3 này. 3 mũ 2 trừ 2 nhân 2. Đấy, thế kết quả là 3 mũ 2 là 9, 9 trừ 4 là bằng 5, 15. Đấy, nó vẫn là kết quả 15 như trên. Nhưng mà đây dưới đây là cô sử dụng thêm bớt nhá. Thêm một lượng vào đây là 2xy thì mình cũng bớt đi 2xy. Xử lý tiếp sang cái vòng mũ 3, x mũ 3 này cộng với y mũ 3 này bằng. Và cô hướng dẫn rồi, bây giờ Minh Thư làm được tiếp không con? Minh Thư đọc cho cô xem này khai triển nào bao nhiêu nào. Đọc khai triển trước rồi lát mình thêm bớt sau. X mũ 3 cộng y mũ 3 là hằng đẳng thức rồi. Bằng nhân với trừ xy đúng rồi, cộng y bình đúng rồi, thế bằng nhá. Thằng x cộng y này là mình biết rồi là nó bằng 3. Thằng này biết rồi nên là thôi kệ nó, cứ để đây. Xong. Bây giờ xử lý thằng đằng sau thôi. Ở cái vế đằng sau này thì mình thấy là bây giờ muốn nó xuất hiện thành là x cộng y, tại vì mình chỉ biết x cộng y thôi, thế là mình lại phải biến đổi cho nó về thành là x cộng y. Như vậy là con phải thêm bao nhiêu và bớt bao nhiêu để đưa nó về thành dạng là x cộng y mũ 2. Đây cô viết luôn là nó bằng là x bình này cộng 2xy này và cộng với y bình. Đấy. Mình cứ thêm trước đã, rồi lát nữa rồi bớt sau. Phải cộng với bao nhiêu thì nó mới ra được như thế này. Cộng 2 thôi. Hằng đẳng thức của mình chỉ có 2xy thôi. Đúng không? Cộng với y bình. Đấy, rồi bây giờ con mới bớt đi này. Thêm vào đây 2xy thì mình phải bớt đi 2xy đã. Đấy, thêm vào thì bớt đi. Đúng không? Thêm vào thì bớt đi này. Mà đây mình đang có trừ sẵn xy rồi, chỉ viết lại thôi nhá. Viết từ trên xuống thôi. Đấy. Đây. Các bạn cùng quan sát nhá. X mũ 2 với y mũ 2 này. Thêm vào đây 2xy thì bớt đi 2xy ở ngay phía sau. Còn cái trừ xy này là viết từ trên này xuống đây. Đấy, con thu gọn cho cô trong ngoặc là bao nhiêu? Còn x bình. Ừ, cái này ba thằng này cho thành hằng đẳng thức luôn cho ngắn. X cộng y là bình. Đúng rồi. Trừ 3xy. Đúng rồi, trừ 3xy. Đến đây thì tổng cũng biết giá trị rồi, mà tích cũng biết giá trị rồi, mình chỉ cần thay vào thôi. X nhân y là bằng x cộng y là bằng 3 này, nhân với trong ngoặc là bằng 3 bình phương trừ đi 3 nhân 2. Đấy, kết quả bằng bao nhiêu không? Nó bằng 9 đúng rồi. 9 trừ 6 là còn 3, 3 nhân 3 là lại bằng 9. Thế kết quả là bằng 9. Như vậy thì sau khi mà mình thay vào thì kết quả nó vẫn là bằng 24. Đấy, như là cô hướng dẫn các bạn hai cách nhá. Các bạn cùng ghi vào, sau đó rồi đọc lại xem là có phần nào không hiểu không.